giờ chúng ta như sau. Bài tập 1 ý A. Những hình nào dưới đây là khối lập phương? Các bạn ơi, chúng ta sẽ ôn lại một chút nha. Khối lập phương chính là khối hình được cấu tạo bởi hình gì nhỉ? Hình vuông. Sáu mặt là hình vuông đấy các bạn ạ. Sáu mặt là hình vuông sẽ được gọi là khối lập phương nhé. Vậy những hình nào là hình lập phương nhỉ? Hình A và hình D sẽ là hình khối lập phương. Còn hình B và hình C sẽ chỉ là khối hình chữ nhật thôi, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có hình B. Những hình nào dưới đây là khối hình chữ nhật? Vậy sẽ là dễ rồi, đúng không nào? Đó chính là khối A và khối C. Khối B và khối D chính là những khối hình khác nhé các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài 2. Xem hình sau rồi tìm số thích hợp. Có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật, bao nhiêu hình tròn và bao nhiêu hình tam giác. Các bạn sẽ phải đếm nha. Đầu tiên hình vuông màu xanh, chúng ta thấy sẽ có 3 hình vuông đúng không nhỉ? 1, 2, 3. Vậy là có 3 hình vuông màu xanh đấy. Tiếp theo đến hình chữ nhật, chúng ta thấy có 1 này,